Ngày 25 tháng 11 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố thương hiệu vàng logo slogan ấn tượng năm 2023. Công ty cổ phần tập đoàn y dược Vina Pharma đã vinh dự được nhận danh hiệu top 10 thương hiệu vàng năm 2023, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là sự cố gắng của anh chị em tập đoàn y dược Vina để vươn lên tầm những công ty đạt chuẩn về chất lượng, top đầu. Và trong tương lai sắp tới, công ty chúng tôi sẽ đưa ra nhiều mặt hàng chất lượng hơn nữa đến tay người tiêu dùng, giúp công ty phát triển và giúp cho thị trường phát triển nhiều hơn trong và ngoài nước. Vina Pharma mang đến một hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cao cấp, nổi bật như sâm tổ nữ, viên uống collagen Takachi, bột não G99, bột ngũ cốc Duchitius Vian Cộng, bộ mỹ phẩm chăm sóc da lớp lõi X8 Vina Cộng. Công ty cổ phần tập đoàn y dược Vina Pharma dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Hà Kim Hà đã nhanh chóng chiếm được thị phần lớn và niềm tin của khách hàng cả trong và ngoài nước.